Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tâm Đức Mobile. Tuần trước thì chúng ta đã thấy Apple mới phát hành ra bản iOS 17.5, nhưng tuần này Apple lại phát hành ra một bản iOS mới, đó chính là iOS 17.5.1 để vá lỗi. iOS 17.5.1 này nó có thể vá được những lỗi gì? Và trên iOS 17.5.1 này còn những lỗi gì chưa thể vá được thì cùng mình vào video nha. Phiên bản iOS 17.5.1 này thì nó hỗ trợ cho tất cả các người dùng từ iPhone XS đến iPhone 15 Pro Max. Phiên bản iOS 17.5.1 này thì dung lượng được cập nhật của nó lên khá là thấp thôi. Dung lượng của nó chỉ từ 822,7 MB. Dung lượng này thì nó còn phụ thuộc vào các bạn đang ở iOS nào hay là các bạn đang sử dụng thiết bị gì. Nếu mà các bạn đang ở phiên bản iOS thấp hơn thì dung lượng của nó sẽ cao hơn một chút xíu. Tiếp theo chúng ta cùng xem bản iOS 17.5.1 này có thể vá được những lỗi gì. Đầu tiên nó sẽ vá được một lỗi vô cùng nghiêm trọng, đó chính là lỗi liên quan đến tài khoản cá nhân hay là tài khoản riêng tư của người dùng, đó chính là về phần ảnh. Ở đây thì Apple cũng có nêu bản cập nhật này cung cấp các phần sửa lỗi quan trọng và giải quyết một số sự cố hiếm gặp khiến các ảnh đã từng gặp phải tình trạng hỏng cơ sở dữ liệu có thể xuất hiện lại trong thư viện ảnh ngay cả khi ảnh đó đã được xóa. Nghĩa là có những tấm ảnh mà mình đã xóa từ rất là lâu rồi, từ những năm trước năm kia rồi hay là thậm chí là từ 5 năm trước, nó lại xuất hiện lại ở trong album ảnh của mình, nghĩa là ở trong cái phần ảnh đã xóa khi mà mình lên iOS 17.5. Vậy nên là Apple đã tung ra bản iOS 17.5.1 để sửa cái lỗi này. Tiếp theo có một cái lỗi nữa mà mình gặp được hay mình nhận được rất là nhiều những phản hồi từ các bạn, đó chính là lỗi báo thức trên iOS 17.5. Thì bản iOS 17.5.1 này thì mình không có thấy Apple nhắc tới, thì mình cũng không biết là Apple có biết hay là không. Ngoài ra thì mình nhận được rất là nhiều các phản hồi từ các bạn, đó chính là khi mà lên bản iOS 17.5 thì nó lại gặp tình trạng là bị lỗi sóng yếu, sóng kém, sóng di động thì rất là kém và sóng wifi thì rất là yếu. Và bản thân mình thì mình chưa lên bản iOS 17.5 nên là mình chưa có gặp lỗi này. Nên bạn nào mà đã lên bản iOS 17.5 mà mình gặp lỗi là bị sóng yếu, sóng kém thì mình có thể tham khảo và lên bản iOS 17.5.1, vì khi bản iOS 17.5.1 này thì Apple đã fix được cái lỗi này rồi nha. Tiếp theo một cái lỗi nữa ở trên iOS 17.5 đó chính là lỗi bị mờ hình nền. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà các bạn nhìn này, hình nền của màn hình khóa và màn hình chính nó sẽ không được tươi như nhau. Nghĩa là cái khi mà mình hiện tại thì máy này chưa lên bản iOS 17.5 nhưng là sẽ chưa có rõ được, nhưng bạn nào mà đã lên bản iOS 17.5 rồi thì mình có thể thử kiểm tra luôn điện thoại của mình nhé. Đó chính là khi mọi người lướt xuống màn hình khóa này thì mọi người sẽ thấy là màn hình của nó có độ rất là tươi, rất là sáng, nhưng mà sau khi mà mình vuốt lên rồi, chỉ là mình vuốt lên màn hình chính rồi thì mình lại thấy cái độ ánh sáng đấy hay là cái độ tươi đấy nó sẽ bị giảm mờ đi, nó không còn tươi, nó không còn sáng như ở ngoài màn hình khóa nữa. Thì mình có thể tham khảo và mình lên luôn bản iOS 17.5.1 bởi vì Apple đã fix được lỗi này rồi nha. Tiếp theo có một cái lỗi nữa mà có tất cả rất là nhiều những các bạn đã gặp phải trên bản iOS 17.5, đó chính là lỗi ở tài khoản ngân hàng, nghĩa là lỗi bàn phím, nó không thể nào nhập được, bàn phím của mình không thể nào nhập được. Thì đây, hiện tại thì máy này không có tài khoản ngân hàng, thì mình sẽ thử cho các bạn bàn phím rồi mọi người hình dung đi nhé. Đây, ví dụ như là mọi người vào bàn phím này, mọi người vỗ đề tài khoản ngân hàng của mình và mọi người nhập vào đây mật khẩu của mình, mà máy của mình nó lại bị tự nhiên nhá, nó lại bị nháy sáng, lóe sáng lên, nhưng nó cứ nhấp nháy, nhưng mà không phải là bị hỏng màn hình, mà sau khi mình lên bản iOS 17.5 thì nó lại bị như vậy. Thì mọi người có thể lên luôn bản iOS 17.5.1 để nó fix và nó vá tất cả những cái lỗi này rồi nha. Khi mà lên bản iOS 17.5.1 thì nó sẽ sửa được tất cả những cái lỗi cho mọi người, từ cái lỗi như là mất sóng này, hay là sóng yếu, sóng chập chờn này, đến đó chính là những cái phần ảnh. Đây, ví dụ như là phần ảnh của mình này, mà mình chọn lại cho em vào phần đó chính là đã xóa gần đây.
Đấy. Thì nó sẽ không có những cái mục nào nó hiển thị ra đây nữa nhá. Nghĩa là từ những cái ảnh mà từ năm trước, năm kia hay thậm chí là từ rất là nhiều năm rồi thì nó cũng sẽ không xuất hiện lại nữa. Đó, đó chính là cái lỗi sửa ở trên iOS 17.5.1. Và nó còn sửa luôn cho mình cả cái lỗi đó chính là bàn phím nháy sáng hay là lóe sáng nữa nhá. Thì tất cả những cái lỗi này thì trên bản iOS 17.5.1 đều có thể sửa hết đấy nha. Một lỗi nhỏ nữa mà mình vẫn không thể Apple nhắc đến nhưng mình lại được nhận được rất là nhiều những phản hồi từ các bạn. Đó chính là lỗi bản đồ. Nghĩa là mình tìm một cái vị trí nào đấy mà nó lại... Đây, ví dụ như là mình tìm một cái vị trí nào đấy này nhưng mà nó lại không chính xác, như định vị của nó không đúng. Thì mình cũng không thể Apple nhắc đến lỗi này ở trên bản iOS 17.5.1. Thì không biết là bản iOS 17.5.1 này nó có sửa được chưa? Hay là lỗi này Apple có biết hay không? Vừa rồi là mình đã tổng hợp tất cả các lỗi trên bản iOS 17.5. Nếu mà các bạn nào đang ở bản iOS 17.5 mà mình cảm thấy là có những lỗi này nó khiến cho mình ảnh hưởng đến quyền riêng tư của mình này, ví dụ là phần ảnh nó ảnh hưởng đến quyền riêng tư của mình, hay là bị lỗi mất sóng, sóng yếu nó cũng ảnh hưởng đến cái phần sử dụng máy của mình, thì mình có thể lên ngay đó chính là bản iOS 17.5.1, bởi vì nó đã vá hết tất cả những cái lỗi hỏng bảo mật cho mình rồi. Nên là mình hoặc là máy của các bạn mà gặp tình trạng là bị nóng máy này hay là bị hao pin thì mình cứ lên ngay xem đó chính là bản iOS 17.5.1. Nhưng mà em khuyên thật lòng mọi người, nếu mà mình đang dùng bản iOS 16 hay là đang ở bản iOS 15 hoặc là mình đang dùng cái bản iOS cũ nó vẫn còn tốt thì mình chưa nhất thiết phải lên. Còn những bạn nào mà mình đã lên, chót lên bản iOS 17.5 mà nó gặp những cái tình trạng như trên thì mình có thể tham khảo lên luôn bản iOS 17.5.1 để nó sửa tất cả các lỗi đó nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình trong ngày hôm nay. Nếu mà hay thì các bạn đã cho mình xin một like, một lượt share và để lại bình luận phía dưới cho mình biết với nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.